Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Sáng nay, ngày 5 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Đánh giá hết kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của Quân khu 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, cùng với toàn quân, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian đến, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 5 tập trung nghiên cứu quán triệt, nhận thức sâu sắc nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của Quân khu Trung ương và Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn chiến lược. Đặc biệt, cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng an ninh trên địa bàn quân khu. Chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định, coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái phản động của các thế lực thù địch, chủ động phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng công an, biên phòng để củng cố thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Quân khu cần chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối chính sách đối ngoại quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp bạn Lào, Campuchia. Chủ tịch nước tin tưởng phát huy truyền thống tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang, lực lượng vũ trang quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.